ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo các sở ngành thành phố đến kiểm tra tình hình triển khai các gian hàng lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022. Các gian hàng thuộc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022 được bố trí ở khu vực quảng trường Bình Thủy. Gần 210 gian hàng đang được tích cực triển khai. Nhìn chung, việc thi công đảm bảo tiến độ phục vụ hội thi, các hoạt động phục vụ khách tham quan, trải nghiệm, thưởng thức các loại bánh dân gian từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4. Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố lưu ý các vấn đề như không để trống background gian hàng, thêm dây ràng khung sắt tăng sức chống chịu cho các gian hàng, bố trí địa điểm giữ xe, bố trí thùng rác đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra lễ hội với lượng lớn du khách đến tham quan.